Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Trong phần đầu tiên của chương trình, chúng ta sẽ cùng với anh Lê Anh Trí, là trưởng phòng môi giới công ty chứng khoán Quốc Hưng, cùng nhìn lại những diễn biến của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Xin chào anh. Thưa anh, thì với tín hiệu chốt lời vào cuối phiên hôm qua, thì bước vào phiên giao dịch ngày hôm nay 24 tháng 2 thì thị trường có chịu nhiều áp lực điều chỉnh không thưa anh? Đúng như nhận định của Hoàng Nguyên, trong phiên giao dịch chiều ngày hôm qua ngày 23 tháng 2 thì về cuối phiên thì thị trường có một cái dấu hiệu chốt lời tương đối mạnh là ở nhiều nhóm cổ phiếu. Trong đó thì đáng chú ý có sự chốt lời của nhóm cổ phiếu dầu khí thì đã khiến cho nhà đầu tư trước khi bước vào phiên giao dịch ngày hôm nay chịu một cái áp lực tâm lý tương đối lớn về cái khả năng thị trường có khả năng sẽ điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Ngoài ra thì trong phiên giao dịch đêm qua thì thị trường chứng khoán toàn cầu cũng có một cái sự giảm nhẹ, cộng với việc giá dầu thô đã có một phiên điều chỉnh thì cái áp lực trong phiên giao dịch trước khi bước vào phiên giao dịch ngày hôm nay thì nhà đầu tư cho rằng có khả năng điều chỉnh là hoàn toàn hợp lý. Thưa anh, thì diễn biến trong phiên nó có cho thấy cái điều đó không thưa anh? Đúng như vậy. Thì khi trước khi bước vào phiên giao dịch thì áp lực tâm lý nhà đầu tư đã nhanh chóng phản ứng vào phiên ATO. Thì ngay phiên mở cửa thì thị trường đã chính thức giảm điểm và hầu hết các nhóm cổ phiếu đều áp lực giảm. Trong đó đáng chú ý nhất là một số cổ phiếu của nhóm dầu khí. Ngoài ra thì cũng có một số nhóm cổ phiếu khác khi mà áp lực chốt lời T+3 về tài khoản đã khiến cho thị trường ngay khi bước vào phiên ATO thì đã giảm điểm ngay từ đầu phiên. Thưa anh, thì có những cái điểm đáng chú ý nào trong cái phiên giao dịch này mà nhà đầu tư cần quan tâm trong phiên giao dịch không ạ? Thì phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 24 tháng 2 thì đúng là một phiên giao dịch cực kỳ hấp dẫn và đáng chú ý cho các giới đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư mà quan tâm tới hai cổ phiếu HNG của công ty nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai. Khi mà các nhà đầu tư trong trước đây 3 phiên thì đã họ thực hiện việc bắt đáy cổ phiếu hai cổ phiếu này. Vì trong phiên giao dịch ngày hôm nay khi mà cái lượng hàng đã về tài khoản và có thể bắt đầu được giao dịch thì rất nhiều nhà đầu tư đã đạt được cái mức sinh lợi tương đối lớn là từ 15% đến khoảng 20% trong vòng 3 phiên giao dịch. Vì vậy thì cái áp lực chốt lời trong phiên giao dịch ngày hôm nay sẽ đã diễn ra cực kỳ nhanh chóng ngay từ đầu phiên. Thì khi bước vào phiên ATO thì tổng cái lượng bán ATO cộng với cái lượng bán giá sàn của cổ phiếu HNG đã lên tới hơn 10 triệu đơn vị. Thì ngay sau đó thì cái lực cầu xuất hiện sau khi phiên ATO đã khoảng hơn 1 triệu đơn vị, khiến cho nhà đầu tư có một cái sự hưng phấn hơn với cổ phiếu này. Và ngay sau đó thì cái lực bắt đáy cổ phiếu HNG hoặc là tiếp tục vào tiếp thụ cái lượng hàng chốt lời HNG tiếp tục được đưa vào thị trường. Và trong phiên buổi sáng có thời điểm hai cổ phiếu này đã chiếm tới hơn 50% về cái khối lượng giao dịch trên cả hai sàn. Thì với trong phiên giao dịch buổi sáng, cổ phiếu HNG đã giao dịch khớp lệnh hơn 11 triệu đơn vị ở ngay vùng giá sàn giá 9.3. Trong khi đó thì Hoàng Gia Lai mặc dù chịu áp lực chốt lời nhưng cũng xoay quanh cái ngưỡng khoảng 8.900 đến 9.000 đồng. Đây là một phiên thực sự là hấp dẫn của hai cổ phiếu này và chốt phiên thì hai cổ phiếu này cũng đạt cái mức thanh khoản rất là cao, trong khi cổ phiếu HNG thì đạt được khoảng hơn 18 triệu đơn vị, hấp thụ so với cái lượng hàng T3 trước đây 3 ngày đó là hơn 41 triệu đơn vị. Thì cổ phiếu Hoàng Gia Lai cũng duy trì được cái thanh khoản tốt và hai cổ phiếu này vượt qua một cái phiên rất đáng chú ý và nhà đầu tư họ đã có cái sự chốt lời trong ngắn hạn thì họ đã thực hiện thành công. Thưa anh, thì ngoài cái câu chuyện mà HNG và HAG thì còn cái gì khác mà đáng chú ý không thưa anh? Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, ngoài cái sự chú ý đổ dồn vào hai cổ phiếu HNG cũng như là HAG Hoàng Gia Lai thì nhà đầu tư cũng có một sự chú ý về cái diễn biến của nhóm cổ phiếu ngành dầu khí, bởi nhóm cổ phiếu ngành dầu khí đang là tâm điểm trong vài phiên trở lại đây khi mà nhóm cổ phiếu này đang dẫn dắt thị trường và có một cái biến động tương đối sát với cái diễn biến giá dầu trên thế giới. Đây là một cái sự chú ý của nhà đầu tư và những nhóm cổ phiếu dầu khí đang bước vào cái việc chốt lời và có một sự điều chỉnh nhẹ trong phiên ngày hôm nay. Ngoài ra cái sự đáng chú ý thứ hai trong phiên giao dịch ngày hôm nay đó là sự cùng đồng thuận của nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng. Khi hầu hết các nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng trong phiên sáng hôm nay bật tăng mạnh mẽ, trong đó đáng kể nhất phải nói đến đó là BIDV, CTG và Vietcombank. Ba cổ phiếu này đã cùng tăng rất mạnh và có những cổ phiếu đã dư mua trần, khiến cho thị trường đây là điểm đáng chú ý nhất, khiến cho thị trường bật tăng mạnh mẽ và tiến sát về cái vùng 570 điểm trong phiên buổi sáng ngày hôm nay. Mặc dù trong sau đó thì thị trường có diễn ra cái trạng thái chốt lời và đưa cổ phiếu về vùng 565 điểm. Tuy nhiên thì kết phiên ngày hôm nay thì nhờ những nhóm bật tăng của nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng thì đã giúp cho thị trường có một phiên tăng điểm thành công, mặc dù trước đó thì có áp lực chốt lời không hề nhẹ. Thưa anh, thì anh có thể dự báo một chút về cái phiên giao dịch ngày mai không thưa anh? Thì với những diễn biến của thị trường trong thời điểm hiện tại, cộng với việc mà khối ngoại cũng đã trở lại mua ròng, rồi ngoài cộng vào đó thì cái dòng tiền trong thị trường trong thống kê những phiên gần đây duy trì với trạng thái tương đối tốt, với cái thanh khoản trên hai sàn đạt mức khoảng hơn 2.000 tỷ trên sàn thành phố cũng như là khoảng gần 500 tỷ trên sàn Hà Nội, thì với những diễn biến hiện tại và bối cảnh như hiện tại thì nhà đầu tư hoàn toàn có thể kỳ vọng là một cái xu hướng tăng điểm đã được hình thành và nhà đầu tư đang tin tưởng vào một cái xu hướng tăng vẫn còn được tiếp tục duy trì và chưa có dấu hiệu bị chốt lời nhiều hơn nữa. Vì vậy nhà đầu tư vẫn đang kỳ vọng
vào những cái con sóng sẽ lên phiên các nhóm ngành khác, và nhà đầu tư có thể tiếp tục kỳ vọng vào một con sóng tăng điểm. Và theo tôi, với những diễn biến như hiện nay thì thị trường trong những phiên nhịp điều chỉnh như trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, đó là cơ hội cho những nhà đầu tư còn chưa có gia tăng tỷ trọng cổ phiếu để nắm bắt được những cái thời điểm thích hợp để vào với những cổ phiếu mà cái giá trị hợp lý và cái giá đỏ trong phiên. Còn với những diễn biến hiện tại thì tôi vẫn đánh giá khả quan về thị trường hiện tại. Thưa anh, thì với những cái dự báo như vậy thì theo anh là VN Index có thể vượt qua cái mức 570 điểm vào phiên giao dịch ngày mai không thưa anh? Thì đúng như cái câu hỏi của Hoàng Nguyên, thì theo cái dự báo với những cái bối cảnh hiện tại và cái dữ liệu thị trường đang diễn ra như trong phiên giao dịch ngày hôm nay và khoảng 3 đến 4 phiên giao dịch trở lại đây, thì chúng ta có thể kỳ vọng vào cái việc chỉ số chung của thị trường có khả năng sẽ vượt qua được ngưỡng 570 điểm. Mặc dù trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì thị trường đã có một lần chạm cái ngưỡng này và có một cái sự chốt lời ở đây. Và chúng tôi kỳ vọng là trong phiên giao dịch ngày mai thị trường có khả năng sẽ kiểm định lại. Với cái bối cảnh này, trong phiên giao dịch ngày hôm nay, đêm hôm nay thì giá dầu thế giới không có biến động quá mạnh, cũng như là thị trường chứng khoán thế giới cũng chỉ có biến động trong biên độ hẹp, thì cái xu hướng tăng của thị trường được duy trì, thì trong cái phiên giao dịch ngày mai hoàn toàn có khả năng thị trường sẽ chinh phục thành công mức 570 điểm. Vâng, xin cảm ơn anh. Thưa quý vị, vừa rồi là những dự báo của anh Lê Anh Trí, trưởng phòng môi giới công ty chứng khoán Phú Hưng. Ngay sau 6 phút giải lao, chúng tôi sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình, phần cập nhật những thông tin thị trường.